Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mèo Pel. Hiện tại thì mình mới tìm được một cái map parkour phi hành gia các bạn ạ. Cũng mấy bữa rồi không chơi parkour nữa. Rồi, map parkour phi hành gia nhìn qua có vẻ khá là đẹp các bạn ơi. Hey, mình thấy có hình người quen này. Ố, người quen đang nhảy này, không biết các bạn đang coi video có nhìn rõ không? Đấy, ở đây có hình người quen đang nhảy khá là đẹp các bạn ạ. Map này không biết là chơi như nào đây. Hiện tại mới có 1453 lượt tải và có 2 người đề cử thôi các bạn ạ. Bạn mèo của bạn tên là Giang Cute à? Giang mèo Cute các bạn ơi. Đây còng chắc là Giang mèo Cute. ID là 914564178 các bạn nhá. Thì ok là trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký cho đăng ký ủng hộ mèo Pel các bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của mèo Pel, cũng như là hashtag là thằng mèo Pel và thằng BTeam nữa các bạn nhá. Đây, mình sẽ đọc qua một vài bình luận nữa nào. Hay lắm, map hay nhưng cần cập nhật thêm. Map hay, map rất hay, 9,5 điểm. Map hay, ôi, map rất hay, wow. Đa phần mọi người đều kêu map hay các bạn ạ. Ồ, có vẻ là cuốn hút đấy. Được, vậy chúng ta sẽ chơi thử xem map này hay như nào bạn nhá. Ồ, sao nhảy cao thế. Không biết là mình tắt Cindy chưa nào. Mình coi thử nào. Ồ, ok, bỏ Cindy ra các bạn ơi. Rồi, xem thử xem map này hay như nào mà ai cũng khen hay. Để coi xem bạn nhá. À, trẻ nói. Đường nào đây. Ồ, bên này. Ồ. Ủa, đây là tàu à? Ồ, tàu vũ trụ. Ồ, tàu vũ trụ mang cờ Việt Nam bạn ơi. Wow. Ok. Rồi, đoạn đầu có vẻ hơi lag nha. Và đoạn đầu có vẻ hơi lag chắc là do nhiều đèn quá. Rồi, ủa, người quen. Đây chắc là đây là các phi hành gia đúng không nhỉ? Ủa, dưới có gì đấy? Ừ, tàu vũ trụ à? Wow, không xịn vậy. Ok. Rồi, hello phi hành gia. Rồi, chuyển đây. Yo. Đoạn đầu game có vẻ hơi lag các bạn ạ. Ôi, sao lag nhỉ? Ok, rồi, hay lag. Đoạn đầu chắc là do bạn chủ bác cho nhiều đèn, các thứ nhiều mô hình quá nên hơi lag hay sao á. Với cái con người que kìa, nhìn cảm giác là hơi lag bạn ạ. Rồi. Ôi, xung quanh thấy có các hành tinh này, hành tinh màu nâu xám, hành tinh màu xám, hành tinh màu hồng tím, hành tinh màu xanh nhạt. Có vẻ nhiều hành tinh ấy nhỉ. Map này thì mình nghĩ là chắc là cũng không quá khó đâu. Úi giời ơi, nó thuộc độ dạng trung bình các bạn ạ. Bảo dễ thì chắc là cũng không dễ đâu. Mà bảo khó thì nó cũng không khó. Đấy, nó thuộc dạng học sinh khá bạn nhá. Không phải học sinh yếu mà là học sinh khá. Nhảy. Map này có vẻ khá là hay bạn ạ. Parkour phi hành gia. Ui, như kiểu chúng ta đang nhảy trong vũ trụ bạn ơi. Ra parkour trong vũ trụ bạn ạ. Map này khá là được. Hay. Đường này cũng khá là dễ. Bên này thì level 7 này. Ủa, chỗ này phải căng này. Hay. Ái rồi, ôi tí rồi. Bình đấy. Ok, rồi. Level 8 rồi. Bạn nào không biết thì map này mình lượn ở trên thư viện mini á. Thấy map này các bạn ạ. Đang lượn trên thư viện mini thấy cái map tên là Parkour phi hành gia. Có ảnh bìa này. Ảnh bìa nhìn nó khá là hay, kiểu sáng á. Trông nó khá là dị. Mình có điện mình tải thử bạn ạ. Ủa, cái này nhảy bình thường nhanh các bạn ơi. Cái này nhảy bình thường khéo nhanh hơn đó. Ôi, từ. Ok, rồi, cứ bình tĩnh thôi. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá bơ qua phải dây. À đấy, sorry anh em nhá. Hôm qua là mình bận chút việc cho nên mình không online được. 8 giờ tối nay nhá. 8 giờ tối nay mình lại mở phòng cho các bạn vào chơi cùng đấy. Bạn nào mà muốn quay video cùng mèo béo, muốn chơi cùng mèo béo thì đừng quên là 8 giờ tối nay lên sảnh liên thông tìm ID 27351783 đó. Đúng 8 giờ tối nay mình sẽ mở phòng liên thông các bạn nhá. Mình sẽ kiếm map nào đông đông người chơi bạn ạ. À, để cho anh em vào chơi cùng mình các bạn nhá. Nhớ chơi cùng mèo béo bạn nhá. Ôi, mà laser nhìn kinh vậy. Khiếp thật. À, cái này dễ đấy. Cái này mà để một máu ở căng này. Úi giời, bối từ. Cái này một máu thì không chạy kịp đâu các bạn ạ. Mình nghĩ là không chạy kịp đâu. À không, chúng ta có thể chui xuống này đó. Nhưng kiểu đợi nhá, đợi la dây hết nha. Xong nhảy lên trên. Ui, nghe phải hơi khó nhá. Mình nghĩ là hơi căng em. Lúc đấy là bạn chủ mắt là muốn hấp dẫn hơn ý. Thì có thể chỉnh trigger nhá. Chỉnh trigger cái chỗ đấy thành một máu. Thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý cả nó hấp dẫn hơn các bạn ạ. Nó sẽ tăng tính thử thách hơn một chút. Ai Billy mà từ. Mình định bay thử ở bên kia. Đúng không ta? Ê. Được. Ý, ui, không được, quá xa bạn ạ, chỗ này quá xa, không được. Trừ khi ăn gà thì bay ra là được thôi. Còn lại mình nghĩ là quá khó bạn ạ. Rồi. Bạn kêu là level 14 rất là khó, không hiểu tại sao level 4 khó ta? Đây đúng không? Level này à, chạy siêu tốc rất bình thường mà. Ủa, là bình thường mà đó, cái đi ơi. Nên mà
không dễ đâu, không dễ tí nào bạn ạ. Từ khó đấy. Bình đấy. Đó, như này đấy. Ôi từ từ, úi giời bời ơi, đấy nó phải như này. Cái level 14 này các bạn phải canh chuẩn nhá, nếu không là sẽ không lên được. Từ từ. Em cũng cầm rồi. Cái level 14 mà không đi canh chuẩn ấy là không nhảy được đâu. Ok, ôi. Cái cũng khó này. Bắt này về sau càng khó bạn ạ. Từ từ. Ôi, căng thế nhở? Căng thế nhở? Ui sợi. Ok, oh, cái này thề chứ, cái đoạn này ý, mà chơi liên thông đông người ý, là rất là khó chịu các bạn ạ. Kiểu cứ chen nhau ấy, xong rồi dẫm vào nhau ấy, dễ bị rơi các bạn ạ, hay rơi lắm. Level 17 này. Đoạn này thì nó khá là bình thường. Ấy, gì ấy? Úi dồi, tí rồi. Mê cung á, ui, mê cung à. Cả mê cung các bạn ơi. Cái gì? Bị chôn rồi. Ủa, chốt thật à? Bị chôn các bạn ạ. Ở đây có đường nào không ta? Đây, đường này đây. Wow, có đường xuống dưới không ta? Không có. Ôi, từ. Mình cứ tưởng ở dưới có gì. Không có. Ok. Mình thấy cái khe là mình cũng nghĩ hơi nhiều. Bởi vì mình chơi giải mã khá là nhiều bạn ạ. Là mình cứ tưởng là có cái gì đấy mờ ám. Bị bên nào ta? Ở đây có mũi tên là bảo là chỉ ở đây, nhưng mà không, mình không tin, đẹp là không tin, chắc chắn có cú lừa. Ủa, thế thật à? Thế là thật các bạn ạ. Ủa, thế là thật à? Sao lại đơn giản thế nhở? Mê cung gì mà nó chỉ đường cho này, what the hell? Hình như có gì không đúng. Mê cung gì mà nó còn chỉ đường cho, thế thì còn gọi gì là mê cung nữa. Ôi, lần đầu tiên mình thấy cái mê cung mà chủ mác còn chỉ đường cho đi các bạn ạ. Ủa, thế thì mê cung quá nhở? Hơi bị vô lý bạn ơi. Gợi ý đằng sau của các block thép là sao không hiểu. Ôi, thế sao bốc tàng hình là mình hết hồi của mình đang thắc mắc. Ủa, làm sao đi được? Hóa ra là có bốc tàng hình để đi, là mình hết hồn bạn ơi, hết hồn con trồn luôn. Nhảy. Úi dồi, tí gì rồi. Level 21 gì đây? Kéo. Bây giờ có cả bộ môn bắc cua súng móc à? Đấy, hợp lý quá nhỉ. Bắc cua. Úi dồi. Căng nha. Bắc cua súng móc là bây giờ từ nha, căng nha. Lát kìa, bấm được nút đấy bạn ơi. Từ. Tại sao chúng ta không chơi kiểu này nhỉ? Ôi giời ơi, game nó lại dễ anh bạn ơi, đấy. Chơi kiểu này thì game nó lại dễ mới rồi, đó. Ôi giời ơi, tí thì rồi sợ thêm. I believe I can fly. Bắn chưa rồi. Cay thế này, bắn chưa được rồi. Thôi, chơi đường chính ngạch vậy. Đến tốt rồi, từ. Ok, rồi. Ok, dừng, ngắm tí đã. Rồi, win rồi, mình lúc nãy mình thấy có ngôi sao ta. Lúc bay là mình thấy có ngôi sao ở trên đỉnh bạn ạ. Đấy, đúng rồi này, win rồi này. Ok, là bạn ơi, ôi xời, tưởng cái nào chứ. Chú ba chơi cũng được, rồi. Bây giờ mình sẽ đề cử bạn nhá, đề cử, bở tiếng Việt á. Bật tiếng Việt là từ, bật tiếng Việt á. Ba chơi khá là ổn bạn ơi, chơi được đấy. Map chơi khá ok, không quá khó. Ấy, mong chủ mát sớm cập nhật thêm nhiều level hơn nữa nha. Mát cũng phù hợp để chơi dưới 10 để chơi dưới 6 người nhé. Ok, chúc mát sẽ có được nhiều lượt tải nha. Tìm ok bạn ơi, thì video xin phép được kết thúc đấy thôi đó. Nói chung là map này khá là hay các bạn ạ. Bạn nào mà lười tìm ID map thì đây, thì các bạn có thể vào trang cá nhân của Bèo Béo này đó, vào trang cá nhân Bèo Béo, chọn phần map đánh giá bạn ạ. Đấy, chọn phần map xong rồi chọn phần map đánh giá bạn nhá, đó. Hoặc là các bạn có thể tìm lại cái ID map đây, mình sẽ đọc lại cái ID map lần nữa để cho bạn nào không biết. Đây, ID map này là
0914561478 các bạn nhá. Ok, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn Mèo Béo làm được gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.